Dứt. Ôi, bánh lưng áo. Chạy đi. Gắt áo chứ. Bánh chạy gì đâu chứ. Chưa có bánh tới nách luôn rồi. Rồi Linh mến chào cô chú chị và các bạn quay trở lại kênh của Linh Vlog cuộc sống nhân giả. Thì buổi chiều nay mấy anh em mình đi chạy tôm. Mấy anh em mình hôm nay chạy mồi các bạn ơi. Đây là cái hũ mồi. Mồi mới ngâm có 2 ngày không biết cơn sao nữa. Ghiền quá đi chạy sớm luôn. Cái này mồi mình mua mồi thuốc bắc á, tiệm thuốc bắc rồi mình ngâm với gạo. Người ta ngâm để tới lên men luôn. Ta chạy nó mới hiệu quả, còn anh em mình mới có 2 ngày à. Giờ đi chạy luôn. Thấy nước gì này cũng rất là ngon. Giờ này thì anh hai đang đi bơi lại tới điểm rồi mình giải mồi. Ở đây mới lớn mà ở ngoài kia nó còn chảy chảy dựng dựng ra kìa. Ngon quá. Sợ nãy sợ chảy nước á. Ở ngoài ao giải còn dựng ra rồi lên. Không có thả. Còn dựng ra phải không? Ừ, dựng ra vậy ngon á. Tại thấy nước đây nó vô nhiều quá nè. Kém nó bị nó ương. Thôi nãy giờ tới luôn rồi. Đây, mấy anh em mình đem theo thức ăn với lại chài bỏ đây. Thức ăn này thì mình chài tôm không được. Không có tôm thì mấy anh em mình gãy thức ăn này chài kiếm cá luôn. Nước ngon không? Ngon quá. Má cái mồi nó bé dữ lắm à. Ủa tháng này tháng lồng tông hả? Chơi với lồng tông hết. Quẹo vô nè, quẹo vô cái lỗ này móc đất nè. Tưởng tháng này lòng tông nhiều chứ. Đi chài tôm chưa có không? Này ra chài có biết à. Ừ, nước này thấy ngon. Ừ, thấy nước này im im nè. Thấy gì xịn đó. Nước này nào chài cá làm đâu tôm càng nó lồ quay á. Tôm càng không bằng cá tra hổm đâu. Cá tra bữa mới ngon đó. Bần quá tới. Rồi anh em mình cũng tới điểm rồi. Giờ anh hai bơi vô để móc đất. Đất này thì mình dò cục cục cái mình quết vô cái mồi cho nó dính gạo vô. Rồi mình thảy mấy cái điểm chài của mình. Rồi mình làm dấu mình nhớ. Có khi bị chặt hoài à. Thảy cục đất chỗ này chài chỗ kia. Không có chuyên nghiệp mà. Có 12 cục vừa vừa thôi. Có cái gì đựng không? Nè bỏ đại dưới góc cái lỗ này nè. Thao hả? Đâu thao đâu. Ừ. Thao là đừng mồi. Đỡ vô. Đại đấy coi thôi. Bỏ đại đi. Rồi tấm xong luôn đi. Ít thôi nhiều vậy. Cục tròn tròn nhỏ nhỏ vừa vừa được. Cá nó cá vậy ụt quá cho ta. Đó nó ụt quá. Chạy mồi tôm này thấy vậy cá mà nó không biết. Cá nhấp luôn. Nước này hiền quá. Trước thì lưới thì nó làm. Không có đâu, cuối tháng này nó không có đâm. Ủa, ụt nhóc luôn kìa, cá quá trục rồi. Đâu rồi. Nhỏ nhỏ vậy thôi. Ừ, cỡ lớn rồi. 6 cục đi, 6 chài. Vừa thôi đừng có dẹp quá nó lạng lắm, thảy với nó lạng. Nè hốt con nấm bỏ ra đây nè. Ừ, quết vô. Vậy sao mà lộn con tôm không vô đó mà lộn vô đăng không đi nha. Thấy hồi vô đăng hết trơn luôn á. Rồi vậy đi tới đâu nắng rồi, đó. Tới đâu nắng tới đó đi. Rồi nó dẹp dẹp nè. Cút ở đâu? Cho cái cây đó ha. Không đây nè. Có ở đây ngon nghẹ cho cái cây này nè. Không cây này không được lắm, khó làm dấu lắm. Đây nè, sao khó ngay cái đuôi này xuống. Sát sát bờ coi mắt gì. Xa lúc mà kia. Nè. Đây nè. Rồi thảy lại đây đi cục đi. Rồi bây giờ mấy anh em mình đi gãy mồi. Nhớ nghe, nhớ chỗ nghe nghe. Đó, ngay cái đuôi bằng nó xuống. Ngay đuôi bằng phải không?
Không, cho ngay cái cây đó đó. Cây đó mình dễ nhớ, cây này nè. Cái gù ở trên đó. Chỗ lỗ khoét phát đây, gần gần lỗ khoét phát đây. Trên lỗ khoét phát đó. Một lỗ, hai lỗ còn trên đó nữa. Cái cây bằng nhỏ ra đi. Nhỏ xa quá. Xa đâu xa. Chưa, cái lỗ đó cái tới luôn, chạy chạy sát bên là nó chạy hết. Có cá nó chạy hết. Rồi, đối diện các bạn đi. Xa ngoài dữ vậy? Hả? Chi mà đi lóc bên này dữ vậy? Vải á. Giờ này nó vô bờ nó ăn á, đừng có thấy xa quá. Chỗ nào đây hả? Đại đi, ừ, gần gần chứ không quá. Sợ gốc không? Nghĩ lục bệnh nó ra đi. Sợ gốc quá. Không có đâu, đại đi. Cái này nè, đó mình chạy cũ đi. Đây này, cây cối quá, cây bận nó ngã chứ. Đây đại đi ha. Ừ, thấy, thấy đại đây đi. Gần gần đi, thấy không? Chỗ này. Rồi giờ mấy anh em mình đi gãy mồi, gãy xong rồi mình quay lại mình chài. Quá sức cái chài. Nó lại thảy cho mồi xuống sông. Dính cái đít. Xa xa ra. Đang thảy đằng ngang, thảy ngang đây nè. Ừ. Rồi thẳng xuôi tới luôn. Từ từ quẹo đầu vô chút. Rồi. Tới đi, đi thẳng tới luôn đi. Nguyên cá mập luôn rồi. Áo bọng gì nó dính, trời ơi nó dính. Chuồng nhỏ quá vậy đó. Mẻ đầu tiên coi có gì không. Có rồi đó, gốc rồi đó. Có nguyên gốc cây trà quá. Nghe đăng hay là gì ta? Nặng lắm hả? Để buông xuống đi. Ui. Đen gì không? Hay hả? Là cây vậy đó. Rồi. Con tép. Con tép lớn nè. Con tép nhỏ. Tôm rồi các bạn. Cũng có tôm nữa các bạn. Ừ. Ôi, tôm nhỏ nhỏ trong tôm con luôn. Chút đây con đó nè. Cũng nhóc luôn nè. Tép tôm nè. Lý mà. Tôm lóc. Chà cũng 4 5 con chút chút. Trời. Cũng được. Có rồi,
rửa chài cái. Cây này ra. Ừ, ngay chỗ giữa đó là chúng á. Cái bọc kìa. Đâu? Vậy hả? Chùm lớn luôn. Quay đầu lại, quay đầu lên đó. Hả? Quay đầu cho bọc nó cho trôi đó. Dăng câu mồi dưới luôn. Không sao. Tìm niềm nếm rồi. Rồi có gì không đây? Để hai bạn ơi. Dạ, hồi chút nó đi về luôn. Trời lúc bình. Trời ơi. Lúc vậy á. Sao lục bình mà giữ thần vậy? Cá móc như vậy. Ui, giữ chặt không lên. Con. Rồi mẻ thứ ba luôn các bạn ơi. Chỗ nào ấy? Cây bằng nhỏ đó đó. Đó, ngay điểm rồi đó, dứt. Cá gì đâu không hả? Hả, vô lên đây. Bằng nhỏ nào? Nè, cái này nè. Ừ. Tới rồi đó. Quá đẹp. Rồi, ok rồi đó. Có con nào gịch gịch chân vậy? Như cầu tiêu vậy. Có gì không Linh? Nghe như vậy, hay ăn gốc cái gì cứ cứng ngắc vậy? Con là bún. Con cà nó bún là nó làm cái bực đó. Nó làm cái bún hoài, nó làm cái bực cái à. Đó. Dướng cái xuồng. Đó, cái gì đang thui vậy? Tôm nè. Tôm hả? Tôm đu đã vậy? Lúc ơi. Có tôm nữa hả? Dính đường con lên trên chót rồi nè. Thấy không, thấy không? Ngon. Con này xanh lè này nha. Lè ui, này nha. Lục bình nè. Xanh lè đâu? Đây, xanh lè dương hai càng ra. Cui. Cui. Trời ơi, hai quá càng trời hai cái càng vậy. Hai càng dữ rằng vậy. Tôm càng đen không ơi. Càng này càng chúa. Cục xương luôn. Con hả? Đấy, tôm hả? Con này lên chót. Vậy là mồi này vài bữa thôi, chài ngon lắm á. Ồ, con này cũng được. Đẹp không? Cô Lý ạ. Caramel. Caramel mới tiễn. Muốn caramel từ thành phố về các bạn. Men. Đổ tư. Yeah. Cô Lý à. Con tôm, cái này là mới con tôm thiệt các bạn. Để xem tép không ạ. À? Để đang con nữa nè. Đâu? Được hai con. Yeah. Có Lý nè. Lý nghe. Cái cục tới là tao quên rồi nè. Cục tới hả? Ở trên cái mày thuốc mày gì đó. Chỉ tao thấy là tao quên rồi đó. Ở đây nè, lên chút xíu chỉ cho. Ngay cái điểm giữa này nè Linh. Đó, ngay cái bằng này ra nè.
chiều cảnh đã rồi ha, mát mẻ. Đây dạ. Thận đó. Đâu? Dứt tại đây. Rồi dứt. Cái này cũng im nè. Im mà cái nào cái này chấp anh cái lưng của tao. Để chút đứng sau. Đứng mày sục xích sao chứ mày lên. Tao né mày xuống tới dưới đây rồi nè. Vừa chạy không á. Vừa ghé mồi á. Kia có mồi đâu, chụp đại không? Già đó, chứ thập hà vậy. Ừ. Ui, ba con tôm. Ba con cua. Ba con cua. Ủa sao không có con cá này nãy giờ quý? Ờ. Đặt cá nãy giờ té rồi. Đặt cá nãy giờ té thiệt. Trời ơi. Này ta không có nhớ nè. Một chỗ này nè. Có rồi. Đây dạ. Lá chuối không à, không có mồi mà gì dính cho vậy. Cái này khui không có con tôm. Chuẩn bị cái thứ tư rồi bạn ơi. Quần ừ sát vô. Ừ, quay ngược lại mới được. Dứt. Ôi, bạn lên cái áo. Chạy giờ gắt áo chứ. Ôi trời, mà đem mấy cái áo. Rồi. Cái này. Bành luôn. Chạy gì đâu chứ. Chưa chứ gói. Bành này tới nách luôn rồi. Chạy. Chạy. Áo. Có nút. Bành này các bạn ơi. Chạy người ta ở trần á. Chạy hết tay về khỏi. Chạy chút về rồi. Mày đi đâu về vậy? Thiệt hay à. Cái này ngon nè. Cái này nha. Đây còn cục của chả cục nữa hả? Ừ. Không chả cục nữa. Không hết rồi. Hết chưa? Ui, có con tôm không? Gách cái áo luôn mà không có tôm hơi uổng nha. Có cái bóng. Trời nguyên gốc trà luôn. Có tôm rồi. Cá bóng rồi các bạn ơi. Còn cá bóng dừa. Lý. Tôm không? Không. Có kìa. Có không? Tép. Tôm mới thôi bú. Tép sen. Áo sống rồi kìa nè. Chạy. Dân chạy gì đâu về chứ cái áo không còn gì. Mới giờ thì điểm mới đó bạn ơi, mới xả mồi chỗ điểm mới nữa nè. Biết rồi có không? Đang chạy cái xà lan nó quay vô cái quá tí à.
dứt. Tên là Lục Bình. Quá cá gì kìa. Trời ơi, cá này nó đâm bà cố luôn. Ôi, cá gì vậy? Cái lăng hơ hả? Lăng hơ. Trời ơi. Nó ngon lắm á, bắt con tiêu báo phát. Con này là bự rồi đó. Đúng không? Điểm cuối luôn bạn ơi. Điểm cuối này xong mình dứt. Ủa rồi. Em dính đi luôn cho. Có rồi, vui rồi. Rồi mẹ cuối cùng nha. Ngày này có không có cũng đi về nè. Cuối cùng về luôn. Tối rồi bà ơi. Tối rồi. Dính cái dảnh như 3 kg. Trời ơi. Nằm im ru với nhau. Nằm im ru luôn đó. Có tôm kìa. Có tôm kìa. Thấy có tôm rồi đó. Bên kia. Cá lăng hơ bự hết sức ha. Dạ tôm nè, lượng tôm nhèm. Phút này hết tôm rồi ơi. Ừ. Thả luôn hả? Mấy anh kia thả luôn hả Linh? Ừ. Trời ơi, con tép. Tôm chà bá luôn. Cái gì vậy? Mắt không bạn. Rồi. Rồi, không có luôn rồi. Rồi giờ mấy anh em mình đi về thôi các bạn ơi. Chạy sớm giờ. Có mấy con à, chút không à. Đúng rồi. À. Quá đừng như đây rồi các bạn. Không. Nhiều bộ. Được nha, cái tôm có tôm rồi bạn. Cái này về sỏi sâu nướng. Ừ. À, nướng cái mình làm cái nước mắm cho thiệt là mặn ha. Mình ăn mới đủ. Rồi em đi ra chợ em mua thêm 200 ngàn tôm càng xanh. Một kết bia nữa, về bên em mình hoành tráng luôn. Rồi, giờ mấy anh em mình về. Xin cảm ơn cô chú chị và bạn theo dõi mấy anh em mình đi chạy. Tình hẹn cô chú chị và bạn trong video kế tiếp. Rồi, chào tạm biệt anh em nha. Tạm biệt anh em, hẹn clip sau. Bạn.